Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 538. Đồng học, phần trên chúng ta đã giới thiệu qua đoạn thứ 7 tán tụng của Kim Diệm Bồ Tát. Nội dung của tán tụng là 10 loại trí lực trên quả địa Như Lai. Thanh Lương Đại Sư ở cuối đã làm tổng kết với chúng ta là thập lực, trí là thể, lực là nói tác dụng. Nhiên trí tức lực canh vô biệt tánh. Những lời này vì chúng ta thuyết minh một sự thật: trong thế xuất thế gian, hết thảy mọi năng lực kỹ xảo không điều gì không phải là sanh bởi trí tuệ. Điều Phật Pháp đã cầu không có gì khác là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Các vị nghĩ xem chuyện này có quan trọng hay không? Mặt trái của trí tuệ là ngu si, mặt trái của giác ngộ là mê hoặc. Chúng ta nghĩ ngu si, mê hoặc đều không phải là điều người bình thường tình nguyện muốn. Người người đều muốn có trí tuệ, người người đều muốn có giác ngộ. Đại trí đại giác cứu cánh viên mãn là sở tu của Phật Pháp, là sở đắc của Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp không phải là tôn giáo. Bất kỳ tôn giáo nào cũng nên tu học trí tuệ đức năng của nhà Phật. Vì sao? Vì mới có thể thành tựu thu xếp ổn thỏa mọi sự vụ của thế xuất thế gian. Lo sử dụng trong đời sống thường ngày, bất luận quý vị ở thế gian này làm việc theo những sử dụng thuộc ngành nghề nào, sử dụng giao tiếp xã hội, phạm vi xã hội nếu mà rộng lớn
thì không chỉ là họ hàng bè bạn, hàng xóm láng giềng xung quanh quý vị, mà còn bao gồm cả thiên địa quỷ thần, chúng sanh ở các chiều không gian khác nhau. Quý vị giao giảng với họ, giảng lai với họ, không có trí tuệ, không có năng lực là không được. Cho nên từ ngày tôi đi ra hoằng pháp, khi ấy tại Đài Bắc, tôi nhớ lúc ấy tôi là 33 tuổi, tôi thỉnh cầu Giáo hội Phật giáo Trung Hoa. Hình như là thế kỷ ủy ban. Thỉnh Đại Đức trong đó mở hội nghị nghiêm chỉnh, làm công tác chính danh thay Phật giáo. Khổng Lão Phu Tử nói: danh bất chính, tắc ngôn bất thuận. Đại chúng xã hội nhắc đến Phật giáo, lầm cho nó là tôn giáo, hơn nữa là tôn giáo mê tín, là tôn giáo phiến thần luận, chính là tôn giáo đa thần. Tôn giáo đa thần nếu so với Cơ Đốc giáo thì thua rất xa. Cơ Đốc giáo chỉ có một thần, chân thần duy nhất. Phật giáo là đa thần giáo, đa thần giáo là tôn giáo cấp thấp. Thì thành ra thế nào? Phật giáo là nền giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, rất không may biến thành tôn giáo, hơn nữa biến thành tôn giáo rất cấp thấp. Nói thế nào cũng nói không được. Khi ấy tôi có đề xuất, cũng viết bài văn, hy vọng thêm hai chữ vào trong Phật giáo. Người Trung Hoa từ xưa đến nay, ngôn ngữ văn tự đều coi chuộng gọn gàng sáng rõ, cho nên hai chữ Phật giáo này rất đơn giản, vào thời xưa sẽ không nảy sinh hiểu lầm. Vì sao? Thời xưa chưa có danh xưng tôn giáo này. Mọi người đều biết là giáo học, cho nên Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Tam giáo đỉnh lập. Mấy ngàn năm nay, trong khuôn khổ lớn của Trung Hoa, biết bao nhiêu chúng sanh đều là tiếp nhận nền giáo dục Tam giáo. Bản thân Phật môn cũng xưng là tôn giáo, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác với định nghĩa tôn giáo hiện nay. Trong Phật giáo tự mình xưng tôn giáo là vì nó có tông môn, có giáo hạ, cho nên gọi tắt là tôn giáo. Tôn chính là thiền tông. Trong Phật giáo Trung Hoa Đại Tiểu Thừa cả thảy có 10 tông phái, ngoại trừ thiền tông ra, 9 tông phái khác đều gọi là giáo hạ. Đó là ý nghĩa như vậy, hoàn toàn không giống với tôn giáo nói chung trong hiện nay. Vì sao xưng là tông môn giáo hạ? Vì phương pháp dạy học có khác nhau, sai biệt rất lớn. Giáo học trong tông môn không dùng sách giáo khoa, nó không dùng kinh điển,
giáo hạ nhất định phải theo sách giáo khoa. Sách giáo khoa chính là kinh điển. Nên sai biệt này lớn lắm. Cách làm khác nhau. Chính tông phái giáo hạ có kinh điển y cứ, cho nên đối tượng dạy học của nó là người căn tánh trung hạ. Như đi học có lớp 1, lớp 2, tiểu học, trung học, đại học, sở nghiên cứu, theo bộ xếp lớp, thứ tự truyền nhau. Còn tông môn là lớp thiên tài, nó không cần đến tiểu học, trung học, đại học, họ trực tiếp chính là sở nghiên cứu. Ấy là thiên tài chứ không phải người bình thường. Họ có tam tạng kinh điển hay không? Có. Bao giờ học? Ngộ hậu khởi tu. Trước lúc chưa đại triệt đại ngộ thì không xem kinh điển. Phương pháp này rất đặc thù. Sau khi ngộ hậu lại đi xem kinh giáo, không những tốc độ nhanh, thành tựu cũng kinh người. Tại sao? Vì họ hiểu được ý nghĩa của kinh. Đích thực là nghe một hiểu ngàn. Ấy không phải là người bình thường. Khi tôi mới học Phật, đối với thiền cũng có khởi hứng thú. Tôi đọc kinh Phật, bộ kinh đầu tiên là Lục Tổ Đàn Kinh, tiên chú của cư sĩ Đinh Phúc Bảo. Tôi xem bộ này đầu tiên, khi ấy chưa vào cửa Phật, lúc chưa vào cửa Phật, kỳ nghỉ qua năm mới trong nhà bạn bè, tôi đến Đài Trung ở nhà người bạn suốt một tuần. Trên giá sách nhà người bạn có mấy quyển kinh Phật, bộ Đàn Kinh Bản Chú của cư sĩ Đinh Phúc Bảo. Tôi xem rất có hứng thú, nên tôi tận dụng mấy ngày từ đầu đến đuôi xem nó hết một lần, rất hoan hỷ. Cho nên về sau quen biết tiên sinh Phương Đông Mỹ. Phương tiên sinh hỏi tôi đã xem những sách Phật nào. Tôi bèn nói với ông. Sau khi nghe xong, ông lắc đầu. Ông nói từ trước Ngài Huệ Năng, Trung Hoa chưa có ai xuất hiện hơn Huệ Năng. Từ Huệ Năng trở về sau cũng không ai xuất hiện hơn Huệ Năng. Ấy là thiên tài, ấy là người không thể học. Thế là ông đề nghị tôi nhập môn từ Pháp Tướng, giới thiệu tôi Luận Bách Pháp Minh Môn do Phi Cơ Đại Sư chú giải. Duy Thức Nhị Thập Tụng Tam Thập Tụng Luận Thành Duy Thức. Ông bảo tôi nhập môn từ những chỗ này. Quả thật đó là đường mà người căn tánh trung hạ đã đi. Tôi cũng đã tìm những điển tịch này xem. Nói thực tại là xem không hiểu. Pháp Tướng phân tích vô cùng chi tiết tường tận,
Tôi hiềm nó quá rắc rối, quá rườm rà, đâu có thẳng thắn như những điển tịch của Thiền Tông đâu. Tôi biết lời Phương Lão Sư nói là có đạo lý. Thiền Tông dựa vào tánh ngộ, chưa có tánh ngộ cao độ, tập khí phiền não không đoạn. Nếu bạn mà học điều này, ấy chính là như người xưa có câu giả hồ thiền. Sẽ tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma thì biến thành tà tri tà kiến, cuồng vọng tự đại, khởi tăng thượng mạng. Mà nhà Phật nói quả báo ác hẳn tại tam đồ. Về sau tôi thân cận Chương Gia đại sư, thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, cách nhìn dường như đều nhất trí, nhưng phương pháp dạy cho tôi nhập thủ, cả ba vị đại đức khác nhau. Chương Gia đại sư dạy tôi nhập môn từ giới luật, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy tôi nhập môn từ Ấn Quang đại sư văn sau. Học giảng từ bộ kinh nhỏ, tôi nảy sinh hứng thú nồng hậu đối với điều này, cho nên một lòng một dạ theo Lý lão sư học giảng kinh, toàn tâm đầu nhập. Tự mình chẳng hay đã một lần hoàn thành cả tam học giới định tuệ. Đối với danh từ giáo nghĩa, giáo lý pháp tướng cũng đầu nhập rất tự nhiên. Phương pháp này quân tu suốt nhiều năm dài, tự nâng cảnh giới của mình lên, thay đổi tập khí phiền não đều là hoàn thành trong sự chẳng hay chẳng biết. Trong suốt quá trình tu học này, pháp hỷ sung mãn, tình cảm học tập dâng cao. Người bình thường hiện nay đã nói rằng có cảm giác thành tựu, từng năm đều có cảm giác thành tựu. Mỗi một bộ kinh khi giảng viên mãn thì hoan hỷ, lại chọn bộ tiếp theo. Có lúc một bộ kinh giảng đi giảng lại nhiều lần, mỗi lần đều có sự thể hội mới, có chỗ ngộ mới. Cho nên tâm đắc và kinh nghiệm giảng kinh của tôi
thường hay cung cấp cho các vị đồng học. Mới học giảng kinh nhất định phải có sự chuẩn bị trọn vẹn, phải viết bản thảo giảng bài. Giảng xong một lần này, tôi lại giảng lặp lại lần thứ hai. Bản thảo giảng bài phần trước tôi có thể dùng được không? Không thể dùng được. Nếu vẫn cứ giảng theo bản thảo giảng bài trước, vậy là bạn không có chút tiến bộ gì. Bạn đã thối đọa rồi. Bạn đang phô diễn sự tắc trách. Nên thế nào? Ngay khi chưa giảng bộ kinh này, phải chuẩn bị lại từ đầu đến đuôi, viết lại bản thảo giảng bài mới, vậy mới có chỗ ngộ được. Sau đó bạn đem giảng bài thứ hai đối sánh với bài giảng thứ nhất thì bạn hiểu ngay. Cùng một bộ kinh như nhau, số lần giảng càng nhiều càng khế nhập. Ngộ xứ mà trong tông môn giảng, mỗi lần đều có chỗ ngộ. Tích tiểu ngộ thì sẽ thành đại ngộ, tích đại ngộ thì sẽ thành đại triệt đại ngộ. Điều này không những là kinh nghiệm của chính tôi, mà Lý lão sư thầy cũng thường hay nói với tôi. Chúng ta có thể tưởng tượng được các bậc đại đức hoằng pháp từ xưa nay trong ngoài đều có thể nghiệm này. Giảng nhiều rồi tự nhiên sẽ giảng quen. Quen có thể sanh khéo. Khéo đó là lực. Thể vẫn là trí tuệ. Giảng nhiều rồi trí tuệ mở. Giảng kinh chúng ta thông thường đều nói khuyên người đoạn ác làm thiện, phá mê làm ngộ, lìa khổ được vui. Phải biết khuyên người đồng thời chính là khuyên mình. Thường hay giảng là hàng ngày khuyên. Chẳng hay chẳng biết thay đổi rồi, lòng của họ khác đi, ý nghĩ khác đi, ý nghĩ niệm về tham sân si ít đi, ý nghĩ niệm về ngũ dục lục trần cũng ít đi. Mỗi ngày bạn giảng kinh, ngày ngày bạn nghĩ những ý nghĩa được giảng trong kinh, nghĩ đến kinh văn ở trong kinh. Ý nghĩ này nhiều rồi, đó gọi là tu hành. Đem những ý nghĩ bất thiện cách nghĩ cách nhìn bất thiện của chúng ta thuở trước, nên lấy ý nghĩa trong kinh giáo hàng ngày ta nghĩ mà đánh đổi lại. Ý nghĩ chuyển rồi thì hành vi tự nhiên sẽ chuyển theo, ngôn hành sẽ chuyển theo luôn. Ngày ngày chuyển ý nghĩ, chuyển tư tưởng trên giảng đài, chuyện hành vi ở trong đời sống. Cho nên chẳng hay chẳng biết thì sẽ có thành tựu, thành tiếp khả quan.
Cổ đức dạy người nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu là có đạo lý. Học hành, Phương tiên sinh và Lý lão sư rất xem trọng, nhất định phải thích hợp với trình độ của mình, không thể học quá sâu. Dở kinh quyển ra, tự mình cảm giác có khó khăn thì bạn đừng học. Vì sao? Kinh điển ấy không thích hợp cho bạn tu học, giống như tiêu chuẩn khóa học trong trường. Khóa học ấy là học lớp cao niên. Chúng ta hiện đang học ở tiểu học. Ta học trung học, sách dạy của đại học không thích hợp. Nhất định phải liễu giải trình độ của mình, phải biết hoàn cảnh học tập hiện tiện của mình. Nếu là cư sĩ tại gia còn có công việc, mỗi ngày ta có thể dành bao nhiêu thời gian để học tập? Trước lúc tôi chưa xuất gia, thời gian học tập mỗi ngày có thể dành 4 tiếng đồng hồ là rất không dễ dàng rồi. Vì cuộc sống phải đi làm, mỗi ngày đi làm 8 tiếng. Thời gian đi làm không thể học tập được, chỉ có lợi dụng thời gian sáng sớm hay chiều tối. Sáng sớm mới dậy có thể dành 1 tiếng, ban đêm về trước khi đi ngủ, ban đêm có thể dành 3 tiếng. Tận dụng trọn vẹn luôn ngày nghỉ cuối tuần không dễ dàng. Nếu là người xuất gia, công việc trong chùa thông thường cũng rất nhiều. Bạn thật sự muốn học, có thể còn sẽ có chướng ngại. Vì sao? Các đồng tham của bạn nhìn thấy bạn học, còn họ không học, lòng họ khó chịu, thường gây tật đủ chướng ngại, không cho bạn học tập. Bạn có thể giảng, giảng rất hay, nhưng họ không cho bạn giảng. Chuyện này từ xưa đến nay rất nhiều. Cho nên Lý lão sư nói với các học sinh như chúng tôi rất nhiều lần: các vị học giảng kinh, thầy cười cười, giảng không hay còn không nói làm gì, người ta cho cười anh thôi. Nếu giảng hay thật thì anh không có đường để đi. Lời ấy là thật, không sai chút nào cả. Giảng hay thật, đạo tràng nào cũng sợ bạn. Khoảng cách lùi ra xa với bạn. Hồi đầu tôi giảng kinh, sống ở trong nhà hàng quán trưởng suốt 17 năm mới có một tòa Hoa Tạng Đồ thư quán. Nói sao dễ dàng? Khi đó thư quán thành lập, đất chỉ có 50 bình. Một bình Đài Loan, nơi này 36 xích. Năm mươi bình
đại khái là hơn 1.000 xích. Không đến 2.000 xích. 100 bình là 3.600 xích. 1.800 xích chính là một mảnh đất lớn mà Đồ Thư Quán vừa mới thành lập. Trong lòng chúng tôi đều có tính toán, cho nên phát tâm hoằng hộ chánh pháp, vạn vạn không thể làm lơ là việc kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Nếu bạn có pháp duyên, trong này có chướng ngại, bên kia còn có duyên, ta còn có đường để đi. Nếu bạn không có pháp duyên, trong này hễ chướng ngại là bạn đi đường chết. Rất khó thành tựu. Lý lão sư hết sức xem trọng việc kết pháp duyên với đại chúng. Những học trò như chúng tôi ở bên cạnh thầy thường hay được căn dặn nhiều lần, kết duyên ra sao, quan tâm đến người khác, thật sự chăm lo người khác, chủ động phục vụ vì đại chúng. Vì chúng tôi không có tài lực nên không có cách nào dùng tài vật kết pháp duyên với đại chúng. Chúng tôi chỉ có lao lực. Nơi chúng kết pháp duyên mà tốt nhất, thù thắng nhất, lão sư thường hay giảng kinh, có rất nhiều thính chúng, thì chúng tôi làm nghĩa công. Giảng đường của thầy có ba cửa. Bạn ở trước mỗi một cửa. Trong ba cửa này bạn đều nhìn thấy chúng tôi, đều có mấy vị đồng học ở đó, giống như làm chiêu đãi cho người ta. Kết duyên từ cổng lớn cho đến giảng đường, trước mỗi một cửa đều có đồng học chúng tôi chiêu đãi ở nơi đó, làm nghĩa công. Đại chúng hết thảy tại tòa, lão sư phải lên tòa giảng kinh. Đại khai trước khi lên tòa giảng kinh 3 phút, chúng tôi mới nhập tòa. Tòa vị của học trò chúng tôi là xếp 2 hàng ở mặt trước nhất. Phước tuệ song tu. Hiện tại ở bên này giảng kinh thính chúng rất đông, nhân số vượt hơn đài Trung Liên xã. Từ quan Đồ Thư Quán ở Đài Trung, xong đồng học bên này của chúng tôi không làm nghĩa công. Ở đây chuyên môn có một loạt đồng tu, họ đến làm tiếp đãi, họ đến làm hộ pháp, cơ hội tu phước cũng bị người ta chiếm mất rồi. Bản thân những người xuất gia như chúng tôi ở đây chỉ có tu tuệ chứ không có cơ hội tu phước. Ở đây hưởng phước, tu tuệ hưởng phước, không có cơ hội tu phước. Chuyện này nên nghĩ ngợi nhiều.
Tôi nghe nói một số đồng học đến từ Trung Hoa, vẫn có không ít người có tay nghề nấu nướng rất ngon, có thể tu phước. Buổi kế tiếp vào trong nhà bếp làm việc giúp đỡ. Tôi nói với các vị đồng học, hồi trước tôi giảng kinh ở nước ngoài, ở Canada, ở Hoa Kỳ, tôi thường hay xuống nhà bếp. Thường hay tiếp xúc để nghe kinh, hình như mỗi một buổi đều không thiếu. Khi chúng tôi họp dùng bữa, tôi đang nấu món ăn, nấu cơm trong nhà bếp cúng dường đại chúng. Có rất nhiều nơi chúng thành thị, tôi đều xuống nhà bếp. Tôi dạy họ làm tương đen. Vì đời sống ở ngoài nước rất gian khổ, thời gian tranh từng phút giây. Bữa sáng hết sức đơn giản, quá nữa đều ăn nguội. Còn có rất nhiều người Trung Hoa từ trung niên trở lên không hợp khẩu vị lắm với những món nước ngoài này. Tôi ở Vancouver giảng kinh, sống ở trong nhà dì Kha. Dì Kha từ Đài Loan đến đây không quen lắm với mùi vị của nước ngoài. Bản thân chính dì Kha cũng không biết làm món lắm. Mỗi bữa rau sống, tức món xà lách của người ngoại quốc, hễ tôi động não thì món rau sống xào tương đen này là món ăn ngon vô cùng. Thử nghiệm, thử nghiệm. Cuộc thử nghiệm này thành công, bà dì ấy vô cùng hoan hỷ. Tương đen có điều hay là bỏ vào nồi có thể nấu ăn mấy ngày, có thể ăn với cháo, có thể ăn với cơm chiên, có thể ăn với miếng, cũng có thể ăn với bánh mì, hết sức thuận tiện. Chúng tôi dùng bố thí này kết duyên, rộng kết duyên lành, khiến mọi người đều sanh lòng hoan hỷ, phước tuệ song tu. Tuyệt đối đừng quên tu tuệ không tu phước. Quả báo là La Hán ôm bát không, chứng đắc quả A La Hán. Ra ngoài khất thực không có người cúng dường, ngày ngày chịu đói. Nguyên nhân gì? Không có phước. Nếu chuyên môn tu phước không tu tuệ cũng rắc rối. Hai tỷ dụ trong kinh Phật: tu phước không tu tuệ như con voi đeo chuỗi vòng, không có trí tuệ đọa lạc vào nẻo súc sanh, đầu thai làm thân voi lớn. Con voi đó là vật cưỡi ngồi của quốc vương, sanh ra đã đeo chuỗi hạt đầy mình, phước báo rất lớn. Súc sanh, Phật dạy cho chúng ta phước tuệ song tu, điều này rất có đạo lý, không thể không hiểu được. Phải nắm bắt cơ hội tu phước. Giảng kinh bên ngõ 17, bất luận đồng học nào lên đài giảng kinh, trước khi họ còn chưa lên đài giảng kinh,
thính chúng đã lục tục kéo đến, chúng ta đều có thể lấy tư cách làm nghĩa công tiếp đại thính chúng. Ghi danh với thính chúng, dẫn dắt thính chúng vào nơi sắp xếp chỗ ngồi cho họ, tu phước kết duyên. Chính mình làm mới được, mình phải hiểu, đi làm rất nhiệt tâm. Pháp duyên của bạn tương lai trội lắm. Bạn thường hay chăm lo cho người khác. Nơi mà bạn ở tự nhiên có rất nhiều người chăm sóc bạn. Nhân duyên quả báo như vậy. Thanh Lương Đại Sư nói, 10 loại trí lực này như đối với mình mà nói, cũng chính là nói làm trọn vào trong đời sống thường ngày của mình. Trí tuệ này có thể giúp đỡ bạn được tâm thanh tịnh, có thể giúp đỡ bạn tiêu trừ phiền não. Chúng ta thường nói là chuyển ác làm thiện, chuyển mê làm ngộ, chuyển phàm làm thánh. Hết thảy lo giúp được. Có thể giúp đỡ mình thì đương nhiên bạn có thể giúp đỡ người khác. Học tập theo Phật Bồ Tát, không sống những ngày phiền não nữa. Phải giác ngộ. Chúng ta vô lượng kiếp này đọa lạc vào trong sanh tử luân hồi. Phật ở trong kinh hình dung hay lắm. Sanh tử bì lao. Tử rồi lại sanh, sanh rồi lại tử. Mãi mãi không có ngày thoát ra. Bạn không nghĩ nó. Trong mơ mơ hồ hồ là qua hết một đời này rồi. Nếu bạn nghĩ nó thì cảm giác rất đáng sợ, rất khủng khiếp. Nếu bạn không muốn làm chuyện hồ đồ này nữa thì bạn bắt đầu giác ngộ. Đối với chuyện này bạn vẫn cảm giác không đáng là gì hết, là bạn vẫn đang mê hoặc. Phật Bồ Tát sẽ không đến giúp đỡ bạn. Vì sao? Vô dụng. Bạn vẫn không có ý này. Nếu bạn đích thực cảm giác điều này quả thật không như lời, tử tử sanh sanh có ý nghĩa gì? Ở trong lục đạo nói thực tại là tích chứa tội nghiệp, chứ không phải là tích chứa phước đức. Những ngày trong lục đạo chắc chắn là thời gian trong tam đồ dài, tội nghiệp nhiều. Thời gian trong ba đường thiện ngắn, thiện niệm và thiện hành của chúng ta ít, ác niệm và ác hành nhiều,
là đạo lý nhất định. Luận bán pháp minh môn giảng, pháp tâm sở của lục đạo phàm phu, chúng ta thiện pháp chỉ có 11 loại, ác pháp có 26 loại. Ác pháp là phiền não, 6 loại phiền não căn bản, 20 loại tùy phiền não. Thiện pháp chỉ có 11 loại, quá ít đi. Hơn nữa sức mạnh của thiện pháp yếu ớt, sức mạnh của phiền não to lớn. Bạn hãy nhìn thấy con số này thì sẽ lắc đầu. Nếu muốn xuất ly trong một đời này, nắm bắt cơ hội này, có thể làm được không? Có thể. Ấn Quang Đại Sư dạy 16 chữ cho chúng ta. Nếu chúng ta đích thực nắm bắt được và y giáo phụng hành, thì trong một đời này có thể làm tốt được chuyện này, làm viên mãn, siêu diệt lục đạo, siêu diệt 10 pháp giới. Lão nhân gia ngài nói cho chúng ta 16 chữ này, cảnh giới sâu rộng không ngàn mé. Chúng ta phải hiểu đôn luân tận phần, nhàn tà tồn thành. 8 chữ này chính là hình tượng tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát. Xác thực giản đơn sáng tỏ. Chúng ta học Phật thì hình tượng học Phật đã học được rồi. 8 chữ. Vẫn lấy điều này làm cơ sở. Sau đó dạy cho chúng ta tín nguyện, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Cho nên các vị đồng tu phải ghi nhớ 8 chữ ở đầu này. Nếu 8 chữ ở đầu này bạn không có, thì niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Trong 8 chữ ấy bao gồm tịnh nghiệp tam phước, lục hòa kính, tứ nhiếp và lục độ. 8 chữ của Ấn Quang Đại Sư, đôn luân tận phần, nhàn tà tồn thành. Điều chúng ta đã nói là giả dối, nhiễm ô, kiêu mạn, ngu si, không có từ bi, đó là tà. Nhàn tà, nhàn là ngăn ngừa. Tồn thành, trong lòng thường có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tôi nói chính phản 20 chữ thì 4 chữ của Ấn Quang Đại Sư, nhàn tà tồn thành. Nhưng 4 chữ này không dễ hiểu,
Tôi đem nó biến thành 20 chữ, mọi người dễ hiểu hơn. Phải thực hành, phải thật sự làm được. Luôn luôn tận phận. Bốn chữ này chính là tịnh nghiệp tam phước, chính là lục hòa kính. Ngôn ngữ của lão nhân gia ngài hết sức gãy gọn. Thật sự nói được mấu chốt thành bại của đại chúng học Phật hiển tiền. Nói đơn giản thêm một chút nữa, minh bạch thêm một chút nữa. Phải học theo đối đãi bình đẳng với tất cả đại chúng, chung sống hòa mục, đề phòng quỷ ác. Lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thì cuộc đời này chúng ta mới không bỏ uổng. Một đời này là thành tựu rồi, nhất định phải làm người tốt. Tiêu chuẩn của người tốt ở trong Phật Pháp chính là thập thiện nghiệp đạo. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo trước bộ này chúng tôi đã giảng qua một lần. Giảng cũng tương đối chi tiết, có thể làm tham khảo tu hành cho mọi người. Đặc biệt phải nhớ đoạn đầu trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, lời khai thị vô cùng quan trọng của Đức Phật. Ngài nói với Long Dương, Long Dương là đại biểu của chúng ta. Chúng đương cư trong hội Thập Thiện Nghiệp Đạo. Phật nói Bồ Tát hữu nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Câu này nói rất xuất sắc. Phật đã nói trong Kinh Địa Tạng là tri khổ lạc pháp. Ai biết pháp khổ lạc? Phật biết. Ngoại trừ Phật ra, ai biết pháp khổ lạc? Năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Nhất thiết này là chỉ 10 pháp giới. Phật nói ra, đó là pháp gì? Phật nói trú giả thường niệm thiện pháp. Trú giả là không gián đoạn, thuần thiện, tư duy thiện pháp. Bạn khởi tâm động niệm, điều được bạn nghĩ là thập thiện. Quán sát thiện pháp,
ở trong đời sống thường ngày ngôn hành của bạn ắt hẳn tương ứng với thập thiện nghiệp. Có thể khiến tất cả thiện pháp niệm niệm tăng trưởng. Đằng sau còn có một câu hết sức quan trọng: bất dung hào thần bất thiện gián tạp. Thì bạn có thể lìa mọi nỗi khổ thế gian. Lìa mọi nỗi khổ thế gian, quả báo nằm ở đâu? Thế giới hoa tạng. Bạn chính là Bồ Tát sơ trụ trở lên trong thế giới hoa tạng. Các vị nghĩ xem lời khai thị này có quan trọng hay không? Thập thiện nghiệp đạo thông ngũ thừa Phật pháp. Pháp căn bản của ngũ thừa Phật pháp, từ nhân thừa, thiên thừa, mãi cho đến nhất Phật thừa. Căn bản của căn bản trong tu hành chính là phước thứ nhất trong tam phước. Phước thứ nhất, từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp. Các vị suy nghĩ xem quan trọng biết mấy. Mời xem đoạn thứ 8 tán tụng của Pháp Giới Bồ Tát. Ngài là tán thán Phật đã tu thập ba la mật viên mãn, hiện tại chứng đắc quả vị cứu cánh. Đoạn đầu này là thuyết kệ nghi, chúng ta niệm một lần. Nhĩ thời Pháp Giới Phổ Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, thừa Phật oai lực, Phổ Quang nhất thiết đạo tràng, chúng hội hải dĩ, tức thuyết tụng ngôn. Đó là thuyết kệ nghi. Chúng ta lược bước, mời xem bài kệ thứ nhất. Phật oai thần lực biến thập phương, quảng đại thị hiện vô phân biệt, đại bồ đề hành ba la mật, tích sở mãn túc giai lệnh kiến. Đoạn này tóm lại có 11 bài kệ. Bài thứ nhất là tổng thuyết, 10 bài sau là biệt thuyết. Thanh Lương Đại Sư ở trong đoạn này đã chú rất phong phú, vì đó là cương lĩnh tu hành chủ yếu của Bồ Tát. Ở trong Kinh Đại Thừa thông thường nói là lục ba la mật, trong Kinh Hoa Nghiêm đem nó triển khai nói làm thập ba la mật. Thập ba la mật là ở đằng sau thêm phương tiện, nguyện, lực, trí. 10 với 6 chỉ là khác nhau về chữ số, nhưng nội dung không có gì khác. Nói lục ba la mật, phương tiện, nguyện, lực, trí đều bao quát ở trong Bát Nhã Ba La Mật. Nói thập ba la mật chính là đem triển khai Bát Nhã Ba La Mật. Một điều này trở thành 5 điều. Bát Nhã Ba La Mật là căn bản trí, thật trí,
Bốn loại sau chính là phương tiện trí, quyền trí, cũng gọi là hậu đắc trí. Hai loại trí tuệ viên mãn, vậy mới có thể viên thành Phật đạo. Cho nên phép tắt gộp này chúng ta phải hiểu được. Nói thực tại là triển khai không thêm, rút gọn nó lại. Cũng không hề giảm bớt. Thanh Lương Đại Sư nói trong chú giải, vì chúng ta giải thích bài kệ này, Phật oai thần lực biến thập tướng. Oai thần lực lược hữu tam loại. Thứ nhất là câu sanh lực. Oai thần lực của Phật dị phong bất động y đẳng. Chúng ta không có oai lực này. Chúng ta mặc y phục này, gió hễ thổi là y phục tung bay lên. Gió mạnh lớn hơn nữa thì góc áo của Phật cũng không bị thổi bay lên. Hiển thị sức oai thần của Phật, gió chẳng thể động áo. Chúng ta ở trong rất nhiều điều khác hội họa thời xưa nhìn thấy y phục mà Phật Bồ Tát mặc đều rất mỏng. Giống như đồ dệt may rất mỏng. Lửa là gấm dốc. Đương nhiên nó không phải là đồ dệt may. Vì sao? Đồ dệt may phải tổn hại sự sống của biết bao chúng sanh. Không phải đồ dệt may, là áo trời. Áo trời rất nhẹ, gió thổi chẳng động. Bạn nghĩ ngợi xem oai lực này. Thứ hai là thánh oai lực. Ở đây ý nói thông suốt, thấy rõ đối với những loại công đức. Công là gì? Đức là gì? Hai chữ công đức này nói thực tại là nhân quả. Công là nhân, đức là quả. Ví dụ rõ rệt nhất trong Phật môn nói, trì giới hữu công, tam muội thị đức. Tam muội chính là thiền định, nhân giới đắc định. Tu định hữu công, khai tuệ thị đức. Do đó có thể biết công là công phu tu hành. Công phu này là điều không lãng phí, công chẳng uổng phí. Ác hẳn có quả đức. Những chuyện tu nhân chứng quả trong thế xuất thế gian, Phật thông suốt thấy rõ, đó gọi là thánh oai lực.
Thứ ba là pháp oai lực, tán tụng của Bồ Tát, tán tụng của pháp giới Phổ Âm Bồ Tát là thuộc về loại thứ ba. Pháp oai lực đó là nói pháp lực viên mãn của Ba La Mật. Thập Ba La Mật tán tụng dưới đây 10 bài sau theo thứ tự là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Thiền định, bát nhã, phương tiện, nguyện lực, trí, 10 loại Ba La Mật trên quả địa Như Lai đều viên mãn. Cho nên xưng là oai lực. Thanh Lương Đại Sư có một vài tiểu chú, tôi nghĩ tiểu chú này thì tôi không cần nói. Các vị đồng học nếu có cơ hội, những chú giải của người xưa, sớ sao của Thanh Lương Đại Sư, hợp luận của Lý Trưởng Giả, học Hoa Nghiêm, không thể không đi tham cứu cho cẩn thận. Trong chú sớ tiếp tục nói với chúng ta, Ba La Mật viên mãn pháp lực, lệnh ngũ căn đương trung, nhất thiết thanh tịnh, chính là thuần tịnh thuần thiện mà chúng ta thường nói. Mười cương lĩnh mà Bồ Tát tu học thật sự làm được viên mãn. Tâm của bạn thuần tịnh, hành của bạn thuần thiện, lúc này quả báo cảm được. Đại sư ở đây nói hay lắm, tứ chi bất tiết hữu vô lượng lực. Tứ chi là tay chân, toàn bộ thân thể. Nếu bạn mà tu cho thập Ba La Mật tới chốn tu viên mãn rồi, điều đầu tiên mà bạn cảm thọ được, thân thể của bạn là thành thân kim cang bất hoại. Đằng sau nó nói đến thân thể của bạn có vô lượng lực, cố danh kiên cố bất khả hoại, pháp thân, thường thân, vô biên thân. Thân kim cang bất hoại tu được từ đâu? Tu được từ trong Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật xưng là kim cang. Mọi người niệm kinh kim cang, kim cang là tỷ dụ. Pháp là gì? Pháp là Bát Nhã Ba La Mật. Ở trong Hoa Nghiêm chúng ta ắt cần lý giải, bất kỳ pháp nào chắc chắn cũng bao gồm viên mãn tất cả pháp. Thập Ba La Mật này cũng lại như vậy, bất kỳ Ba La Mật nào chắc chắn
cùng bao dung chín ba la mật khác. Một ba la mật này mới gọi là viên mãn. Đến biệt thuyết tiếp theo, mười bài kệ sau đây là nói đến bố thí ba la mật. Trong bố thí có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có bát nhã, có phương tiện, có nguyện, có lực, có trí. Bố thí ba la mật này mới viên mãn. Thiếu một điều thì không phải là thuần tịnh thuần thiện. Nó là tịnh là thiện, đúng vậy, chẳng thuần. Vẫn thiếu sót một điều. Chúng ta phải nghĩ tướng mạo đoan nghiêm, thân thể khỏe mạnh. Tóm lại bạn tìm được phương pháp tu học rồi. Chư Phật Bồ Tát Duyên Giác La Hán nói với các vị, mỗi vị đều là thân kim cang bất hoại. Các ngài tu thế nào? Khiến tâm thuần thiện, khiến hạnh thuần tịnh. Cả hai có thể hỗ dung. Nói khiến tâm thuần tịnh, khiến hạnh thuần thiện đều là như nhau. Thuần thiện thuần tịnh thì bạn được thân kim cang bất hoại. Cảnh giới của ngài khắp hư không pháp giới. Cho nên trong câu thứ nhất giảng Phật oai thần lực biến thập phương. Biến thập phương chính là vô biên thân. Quảng đại thị hiện là biến hóa thân. Đối với hết thảy mọi chúng sanh cõi đất chư Phật mười phương vô lượng vô biên, trong lòng chúng sanh có cả thì Phật có ứng. Nên dùng thân gì đắc độ thì ngài hiện thân này, đó gọi là vô biên thân. Đồng thời có thể hiện thân tướng trăm ngàn muôn ức. Hơn nữa nói với chúng ta, trăm ngàn muôn ức loại thân tướng khác nhau. Không chỉ 32 ứng, 32 ứng giảng trong phẩm Phổ Môn của Quán Thế Âm Bồ Tát chúng ta biết rồi. Nêu sơ lược mấy ví dụ, đâu thể nói kỹ, nói kỹ nói không hết. Nêu vài ví dụ để nói thôi. Trong phẩm thứ hai Kinh Vô Lượng Thọ nêu một ví dụ, kẻ nên dùng thân Phật đắc độ liền hiện thân Phật mà vì thuyết pháp. Nêu ví dụ về tám tướng thành đạo. Chúng ta phải hiểu thân Phật đều có thể hiện tùy ý. Mọi thân chúng sanh Bồ Tát khác thì còn có vấn đề gì? Đương nhiên có thể hiện. Cho nên thị hiện vô lượng vô biên thân là quảng đại thị hiện. Vô phân biệt chính là bình đẳng trí thân trong mười thân. Phật bất luận thị hiện thân gì, không những tánh bình đẳng,
mà nói với các vị nữa, thân bình đẳng. Cách tu của chúng ta phải thế nào? Tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của tu hành, bạn nhất định phải hiểu. Nguyên lý, nguyên tắc chung chính là điều đã giảng trong Kinh Hoa Nghiêm, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đó là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Chúng ta nhất định phải hiểu, nhất định phải tin, chắc chắn không có hoài nghi. Tu thế nào? Phật cũng chỉ dạy tổng cương lĩnh tu hành cho chúng ta. Nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Ta ác cần ở trong đời sống thường ngày phải nghĩ, thường hay nghĩ, bình đẳng với mọi pháp. Bạn đang tu bình đẳng trí thân, trên ta bình đẳng với chư Phật Như Lai, dưới ta bình đẳng với chúng sanh địa ngục A Tỳ. Nói một đằng trên, một đằng dưới, bên trong đều bao quát toàn bộ. Công phu dùng từ đâu? Ta bình đẳng với con muỗi, con kiến. Bạn dùng công phu ở trong này, những con vật nhỏ này bạn thường hay gặp được. Bạn ở trong gia đình thường hay nhìn thấy nhất, ở nhà bếp, gian rửa tay, bạn nhìn thấy kiến, bạn nhìn thấy muỗi, nhìn thấy ruồi, chắp tay Bồ Tát kiến. Thiện tri thức muỗi, thiện tri thức ruồi, đó không phải là tâm thần bất thường, là tu bình đẳng trí thân. Thân của nó khác với thân của chúng ta, thân thị hiện khác nhau, song tánh của nó với tánh của ta là giống nhau. Ấy là động vật, động vật đều có Phật tánh. Càng tiến một bước hơn, bình đẳng với hoa cỏ cây cối. Bình đẳng với sỏi cát bụi nhỏ, đó là y báo. Y báo nó có pháp tánh. Pháp tánh với Phật tánh là một tánh, chứ không phải hai tánh. Làm sao không bình đẳng? Có gì mà cống cao ngã mạn? Mười loại thân của Phật đến thế nào? Cố nhiên là tự tánh vốn đủ, cũng là do nhiều kiếp tu hành thành tựu. Với tất cả pháp không điều gì không bình đẳng. Trong pháp bình đẳng chính là nhất chân, không có hai. Hai thì không bình đẳng, một thì bình đẳng. Cho nên Đại Đức trong tông môn nói hay lắm: thức đắc nhất, vạn sự tất. Bao giờ bạn thật sự nhận thức một, hư không pháp giới là một, chúng sanh cõi đất vẫn là một, chuyện gì cũng không có nữa, thiên hạ thái bình vĩnh cửu rồi. Ta với người nào không thể chung sống chứ? Với vật nào không thể chung sống chứ?
với chúng sanh mười pháp giới. Mười pháp giới bao gồm pháp giới Phật, chắc chắn là chung sống hòa mục, chắc chắn là kiếm yêu lẫn nhau, chắc chắn là hỗ trợ hợp tác, đối đãi bình đẳng. Người giác ngộ có thân bình đẳng, thân bình đẳng đến từ đâu? Do tâm bình đẳng biến hiện. Đại Bồ Đề hành Ba La Mật, câu này chính là khi Phật hành Bồ Tát Đạo vào thuở xưa, quả đức được thành tựu. Nhờ công đức tu hành viên mãn, sự thành tựu này chính là thập ba la mật viên mãn, thành tựu thị hiện. Cho nên tiếp theo nói tích sở mãn túc giai lệnh kiến. Bồ đề là tiếng Phạn, phiên sang tiếng Hoa nghĩa là giác ngộ. Đồng tu học Phật, hễ vào cửa Phật, nhà Phật, hết sức khẳng khái hào phóng, quý sẽ không tiếc pháp. Hễ bạn vào cửa Phật thì Phật đem phương pháp thù thắng nhất, cứu cánh nhất, viên mãn nhất truyền thụ cho bạn. Ấy là gì? Đại Bồ Đề hành. Bạn có đạt được không? Chính bạn không biết. Đại Bồ Đề hành chính là tam quy y. Tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của Đại Bồ Đề hành chính là tam quy ngũ giới thập thiện. Cho nên hễ vào cửa Phật thì truyền thụ tam quy y. Bạn nhìn xem ba điều này, điều thứ nhất, quy y Phật, giác mà chẳng mê. Giác là Bồ Đề. Điều thứ hai, chánh mà chẳng tà. Chánh là Bồ Đề. Điều thứ ba, tịnh mà chẳng nhiễm. Tịnh là Bồ Đề. Giác chánh tịnh là Đại Bồ Đề. Thực hành ở đâu? Thực hành mười cương lĩnh ở trong hành môn của bạn. Bố thí, bố thí phải tương ứng với giác chánh tịnh.
trì giới, cho đến là nguyện lực trí, mỗi một điều đều tương ứng với giác chánh tịnh. Mỗi một điều một đều là thực hành của giác chánh tịnh, là truyền cho bạn rồi. Điều rắc rối là bạn rất mau quên, hễ quay qua là quên sạch ráo. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác vẫn là tùy thuận thói quen cũ. Đó là không thể giải quyết vấn đề rồi. Vẫn cứ tùy thuận phiền não, bạn không tùy thuận Bồ Đề. Ba La Mật, vì trong đó là kệ tụng, đó là tụng thất ngôn, mỗi một câu bảy chữ hạn chế. Các bước đi dĩ âm, Ba La Mật Đa. Ba La Mật là tiếng Phạn, có nghĩa là gì? Nói theo lời hiện nay của chúng ta, chính là cứu cánh viên mãn. Cách nói này của tôi mọi người rất dễ dàng lý giải. Ba La Mật là cứu cánh viên mãn. Nếu chiếu theo ý nghĩa tiếng Phạn Ấn Độ thì phiên là bỉ ngạn đáo. Đó là văn pháp của Ấn Độ khác với bên Trung Hoa. Họ nói là bỉ ngạn đáo. Người Trung Hoa nói năng là đáo bỉ ngạn. Họ nói là Ba La Mật. Đó là ý nghĩa này. Đáo bỉ ngạn, nói thực tại, theo lời tục của Trung Hoa nói là tới chốn rồi, là ý nghĩa này. Công phu tới chốn rồi có nghĩa là cứu cánh viên mãn. Bất luận thể pháp hay xuất thể pháp, bạn làm được rất hay, làm được rất viên mãn, làm được không sơ sót một chút nào cả, thì xưng là Ba La Mật. Ta nấu món, món nấu ngon vô cùng, thì công phu nấu ăn của người này tới chốn rồi. Người này viết chữ, chữ viết hết sức đẹp, là công phu viết chữ tới chốn rồi. Người Trung Hoa nói đáo gia, người Ấn Độ cổ thì gọi là Ba La Mật. Phật giảng kinh thuyết pháp, hằng thuận chúng sanh, nên dùng những danh từ thuật ngữ giản đơn này của chúng sanh. Hiển thị mật nghĩa thậm thâm trong lời dạy của Phật. Bố thí tới chốn rồi. Ý nghĩa này bạn nên rất rõ ràng. Bố thí tới chốn ra sao? Trong bố thí đầy đủ chín Ba La Mật khác. Trong bố thí tương ứng với tam bảo giác chánh tịnh. Tới chốn rồi. Trong bố thí
tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác. Tới chốn rồi. Thanh tịnh bình đẳng giác là tam bảo, lại là tam học. Thanh tịnh, tịnh mà chẳng nhiễm, tăng bảo, bình đẳng là chánh mà chẳng tà, pháp bảo. Giác là giác mà chẳng mê, là Phật bảo. Thanh tịnh bình đẳng giác, Hạ Lão cư sĩ đã xếp vào trong kinh đề của kinh Vô Lượng Thọ. Bạn nhìn xem đề mục này thù thắng biết bao. Nó gọi là tam học. Thanh tịnh là giới học. Giới là pháp thanh lương. Bình đẳng là định học. Trong định một vọng niệm đều chẳng có, là chân bình đẳng. Giác là tuệ học. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác lại là tam học giới định tuệ. Hết thảy đều tương ứng, hết thảy đều đầy đủ. Bộ thì ba la mật viên mãn rồi. Sơ sẩy một cái, có một điều không tương ứng, thì bố thí của bạn không viên mãn, không thể gọi là ba la mật. Chỉ có thể gọi là bố thí, không thể xưng là ba la mật. Vì sao? Vì không thể xưng là ba la mật. Ý nghĩa này là nói có phước đức chứ không đủ thành tựu công đức. Ba la mật là thành tựu công đức. Bố thí bình thường là phước đức. Bố thí là tu phước, mọi người đều biết. Phước tu lớn hay nhỏ thì phải xem bạn có tương ứng hay không. Bạn có thể tương ứng với tam bảo tam học, tương ứng với các ba la mật. Công đức này lớn, bạn được ba la mật thân. Mười loại thân trong quả địa Phật, bạn được ba la mật thân. Ba la mật thân là gì? Thân cứu cánh viên mãn. Cho nên pháp thân, báo thân, vô biên thân, biến hóa thân, bình đẳng thân, viên mãn thân. Bạn nhìn xem thân tướng kia, phàm phu nào có? Phàm phu không có. Cho nên thân tướng rất xấu xí. Chúng ta quả thật là vô cùng may mắn, có thể sinh sống ở thế gian này. Ngũ trược ác thế, trược ác đã đến cực điểm. Chúng ta còn có duyên nghe được chân kinh, nghe được chân pháp. Không những là chánh pháp, mà chân pháp bên trong chánh pháp. Vấn đề chính là chúng ta có tin không? Quả nhiên tin thật, có nguyện này mong cầu,
năng giải, năng hành. Phước báo này chư Phật Như Lai đều tán thán. Thiện lòng, thiện thần đều hâm mộ, đó là thật, không giả một chút nào. Thế gian này tai nạn nghiêm trọng đi nữa cũng chẳng liên can với ta. Đạo lý này các vị có thể thể hội được không? Thanh Lương Đại Sư ở trong sau có một đoạn khai thị chi tiết. Đoạn khai thị cho chúng ta biết lệnh ngũ căn hạ biển kỳ quả tướng bị phá hoại lực trung chư độ các hữu tứ tướng. Vì 11 bài tán tụng này của Bồ Tát là tán pháp oai lực. Ngài nói đều có bốn tướng. Bốn tướng này chúng ta phải nên hiểu được. Thứ nhất là đoạn sở đối trị. Phải biết ý nghĩa này. Bố thí, mục đích tu bố thí ba la mật là ở đâu? Bố thí là đoạn sân tham. Sân tham là căn bản của mọi phiền não, cho nên đem nó xếp vào thứ nhất. Bố thí bao giờ đến viên mãn, trở thành bố thí ba la mật đối với mọi pháp thế xuất thế gian. Ý nghĩ sang tham đều không có, là bố thí ba la mật viên mãn. Làm sao có thể khiến phiền não như sang tham đoạn hết được sạch sẽ? Phần trước nói bố thí này cần tương ứng với tam bảo và tam học, cần đầy đủ các ba la mật, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, mới có thể có công đức này. Thứ hai là tư lương thành tựu. Tư lương là nói điều kiện thành vô thượng đạo của quý vị. Hai chữ tư lương không quá dễ hiểu, tôi dùng câu này nói thì mọi người minh bạch hơn. Điều kiện cần phải đủ sẵn để chúng ta tu hành thành Phật. Điều kiện này chính là thập ba la mật. Mười điều kiện này của Phật viên mãn rồi, họ mới chứng được Phật quả vô thượng. Các vị phải nhớ, ở trong địa vị Bồ Tát
nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng kiếp này, cần tu bất thủy. Thành tựu điều kiện viên mãn quả đức Như Lai. Thứ ba, nhiều ít tự tha. Ít là lợi ích. Lợi ích chính mình, lợi ích chúng sanh. Cho nên chúng ta nhất định phải tin tưởng, tin tưởng lời dạy của Phật, từng câu là nói thật. Người thế gian, Trung Hoa và ngoại quốc, có thể nói chẳng phân tộc loại, chẳng phân tôn giáo, có người nào không tham tài? Có người nào không phải ngày ngày đang lo lắng tài bảo được mất? Nếu bạn mà hỏi họ thử điều anh lo lắng nhất là gì, bận tâm tiền tệ xuống giá, lo lắng cổ phiếu sụp đổ, trên thực tế họ đã dụng tâm sai. Điều này chẳng liên can tới cầu tài. Tài đến từ đâu ra? Bố thí tài mà đến. Bố thí tài trong bố thí ba la mật. Bố thí là nhân, được tài bảo là quả. Tài càng thí càng nhiều. Bạn không chịu bố thí thì tài của bạn dồi dào mấy? Tài đến từ đâu? Tài là trong đời quá khứ bạn tu bố thí. Bạn tu nhiều nên đời này trong số mạng của bạn nhiều. Bạn tu ít thì trong số mạng của bạn có được ít. Nếu ta muốn trong một đời này ta phát đại tài, trong mạng của ta không có tài, muốn phát đại tài có được không? Được. Chỉ cần bạn chịu tu bố thí tài. Đối với tiền tài bạn không chút tiếc rẻ gì, vui lòng giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Trong thế gian này họ có nhu cầu thì bạn giúp đỡ họ tận tâm tận lực. Bạn tu nhân này thì quả báo hiện tiền rồi. Quả báo hiện tiền chính là tài tài nguyên của bạn giàu dạt không ngừng mà đến. Đạo lý này của Phật, Kinh Luận Đại Tiểu Thừa nói rất nhiều, rất nhiều. Chẳng biết sao người bình thường không chịu tin tưởng, không tin tưởng với lời của Phật, vẫn là liều mạng muốn đi kiếm tiền, nghĩ những loại ý niệm bất thiện, làm sao có thể kiếm tiền, tổn người lợi mình, vậy mới có thể kiếm tiền. Mưu tài hại mạng, làm chuyện này trong xã hội đây là quá nhiều, quá nhiều. Mấy ngày này tôi còn nghe các đồng học nói với tôi, họ nói có một vài quán ăn làm những gì đó hết sức thịnh vượng, ăn rồi thường hay muốn vào quán đó để ăn, ngay cả trẻ con cũng không ngoại lệ, là hé cãi giả đòi đến đó ăn. Kết quả về sau điều tra nguyên nhân là gì? Họ pha trộn chất độc vào trong đồ ăn uống, khiến bạn ăn vào thì bị nghiện,
không đến đó ăn thì không được. Mưu tài hại mạng. Tôi còn nghe nói là ở nơi giải trí, khí lạnh thải ra trong phòng khiêu vũ, gió thổi ra trong khí lạnh bên trong cũng bị thêm chất độc vào, khiến bạn khi hít thở không khí đó đều bị khí độc, làm cho nghiện, bị nghiện hết. Bạn thường muốn đến đó khiêu vũ, chất độc ấy sau khi hít vào sẽ làm tinh thần con người hưng phấn. Dùng phương pháp này để kiếm tiền, sai rồi, sai lầm hoàn toàn. Những gì họ kiếm được toàn là trong mạng họ có hết. Trong mạng không có thì một mảy may không tăng thêm. Họ không hiểu Phật pháp. Đem vốn cầu lợi vậy là không hiểu được Phật pháp. Thật sự hiểu được Phật pháp thì như thế nào? Ít lãi tiêu nhiều. Người bình thường muốn kiếm lãi cao, Bồ Tát kiếm lãi ít. Hay nói cách khác, Bồ Tát tồn tâm niệm niệm vì đại chúng xã hội phục vụ. Tóm lại, hy vọng tất cả đại chúng được lợi ích tốt nhất, dồi dào nhất. Trong lòng mình rất vui vẻ. Kinh thường cũng là bố thí ba la mật, tiền chân giá thật, chắc chắn không dành chút lợi ích nhỏ nhoi. Tuyệt đối không phải nói mục đích tôi kinh thương là phát tài, không phải. Mục đích mà bạn kinh thương là vì đại chúng xã hội phục vụ. Người này là Bồ Tát thương chủ. Tài nguyên của bạn ắt hẳn là ào ào mà đến. Vì sao? Họ đang tu nhân, nhân duyên đầy đủ, làm sao không phát tài chứ? Bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí Phật pháp, bạn mới học Phật hệ tiến vào, một mảy may che giấu đều không có. Đem nội tình của mình ra để cho bạn thấy, hiếm có, không dễ dàng. Chắc chắn không tiếc pháp. Ngàn kinh muôn luận, tu hành trong vô lượng kiếp đều chẳng lìa tam bảo tam học, thập ba la mật. Hễ vào cửa là cho bạn rồi. Đó là nói nhiều ít tự tha. Thứ tư là biện quả. Đây là nói quả báo. Quả báo. Thanh Lương Đại Sư ở đây là lược thuyết. Thuyết quả báo của lục độ. Bố thí đắc đại tài bảo, bằng đảng quyến thuộc. Người học Phật chúng ta nói pháp duyên thù thắng, đích thực không phải là giả. Trì giới, quả báo được người và trời. Tướng phước đoan chánh, nhẫn nhục, đó đều là nêu một ví dụ.
lúc lâm chung thân tâm an ổn, không kinh không sợ, bạn chẳng cầu giảng sanh thì sanh vào nẻo trời. Tinh tận được ái lạc thù thắng sĩ phu công nghiệp, thì xuất thế pháp đều là tinh tận mới có thể thành tựu thiền định đắc thần thông, đắc thanh tịnh tâm, bát nhã có thể lìa mọi phiền não. Có thể đoạn hai chướng, phiền não chướng và sở tri chướng. Đó là lược cử. Đến mỗi một bài kể sau sẽ nói kỹ hơn nữa. Tóm lại mà nói, nếu không hiểu được chăm chỉ tu học, mười loại ba la mật viên mãn trên quả địa Như Lai, chúng ta muốn thành tựu thuần tịnh thuần thiện sẽ khó lắm. Những quả báo này, thành tựu quả đức mười thân trên quả địa Như Lai, chúng ta nhìn thấy, nghe được, lòng ngưỡng mộ dạt dào sanh ra. Có ngưỡng mộ phát tâm chăm chỉ học tập, tự nhiên thành tựu công đức thù thắng khôn sánh. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây. Đoạn này là tổng thuyết. Thank you.